À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc bộ sách ngữ văn lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Ngày hôm nay, cô cùng các em chúng ta sẽ đi soạn bài với nhan đề Biết người biết ta. Văn bản này là những câu tục ngữ, những câu ca dao rất là hấp dẫn và mang nhiều bài học thú vị. Vậy những bài học thú vị gì? Cùng các em đi tìm hiểu những câu hỏi xuất hiện trong phần bài học này. Bài học này, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, trang 41, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7. Em hãy xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy trong văn bản 1 và văn bản 2. Văn bản số 1. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Văn bản 2. Con sách đập ngã ông đùng, đắp 10 chiếc chiếu không cùng bàn tay. Vậy thì đọc xong hai văn bản này, các em sẽ xác định giúp cô biện pháp tu từ xuất hiện trong hai văn bản này là gì? Chúng ta sẽ xác định được biện pháp tu từ, đó chính là biện pháp tu từ nói quá. Nói quá có nghĩa là khuếch đại, là nói sai sự thật, nói dựa trên sự thật nhưng nói quá lên, nói làm mất tính chân thật cũng như là tính khách quan của câu nói. Và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá này, nó dùng để nhấn mạnh một ý nghĩa diễn đạt mà hai văn bản đã muốn nhắc đến. Chúng ta sẽ cùng cô đến với câu hỏi số 2. Em hãy nêu bài học rút ra từ văn bản số 3. Văn bản số 3 có nội dung như sau. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn. Trăng khoe mà trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng chịu luồn đám mây. Vậy thì đây chính là nội dung của văn bản số 3. Vậy thì theo em, mục đích sáng tác của tác giả đã rút ra được bài học gì từ văn bản số 3 này? Cô gợi ý như sau, văn bản số 3 này giúp chúng ta nhận ra được bài học về việc chúng ta đừng bao giờ coi thường người khác. Mọi thứ xung quanh mình mà hãy luôn nhìn mọi thứ bằng cách nhìn cảm quan và chúng ta luôn coi những sự vật đó, những cái hiện tượng đó là mẫu mực để chúng ta học tập. Và nếu chăng sự vật đó, những cái sự việc đó, mọi thứ xung quanh mình đó nó có sai đi chăng nữa thì chúng ta cũng lấy điều đó làm rút kinh nghiệm, chứ đừng bao giờ coi thường người khác các em nhé. Các em sẽ cùng cô đến với câu hỏi số 3, trang 41. Theo em, mục đích sáng tác 3 văn bản trên có gì giống với mục đích sáng tác trong truyện ngụ ngôn? Vậy truyện ngụ ngôn là gì? Các em đã cùng cô tìm hiểu trong phần tri thức ngữ văn, cô xin phép không nhắc lại. Cô sẽ gợi ý như sau. Điểm giống nhau trong mục đích sáng tác của 3 văn bản trên với truyện ngụ ngôn đó chính là tác giả đều sử dụng những hình ảnh mang ý nghĩa châm biếm, ngụ ngôn để thể hiện những bài học khác nhau, như là sử dụng những tiếng cười của con châu chấu để cười cho cái sự việc mà ngã xe này, sử dụng những việc mà con sắt đập ngã ông đùng để chúng ta nói đến việc đắp 10 chiếc chiếu không cùng bàn tay, có nghĩa là chúng ta không nên coi thường người khác, đúng không nào? Chúng ta không nên coi thường người khác khi chúng ta không có đủ sức mạnh như người khác, hoặc là những cái sức mạnh của người khác sẽ chúng ta sẽ cảm thấy là ghen tị, đúng không nào? Như vậy bài học ngày hôm nay xuất hiện 3 câu hỏi chính. Cô cùng các em đã cùng nhau đi tìm hiểu. Cô cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.